Công ty Amber Grid ngày 13 tháng 1 cho biết đường ống khí đốt nối Litva và Latvia đã bị nổ. Theo Amber Grid thì vụ nổ xảy ra ở khu vực phía bắc của Litva. Ngọn lửa từ vụ nổ có độ cao tới 50 mét và có thể nhìn thấy từ cách xa 17 km. Các đội cứu hỏa đã được triển khai đến hiện trường nhưng công tác dập lửa gặp khó khăn do lượng khí đốt còn lại bên trong đường ống vẫn đang tiếp tục cháy. Phát ngôn viên của Amber Grid cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc, trong khi đó lực lượng an ninh đang tiến hành công tác sơ tán cho khoảng 250 người dân trong một ngôi làng gần hiện trường vụ việc. May mắn không có thương vong trong vụ nổ này. Giám đốc nhà điều hành đường ống Amber cho biết, công ty đã ngay lập tức ngắt dòng khí đốt chảy qua đường ống phát nổ, chuyển sang cung cấp khí đốt qua đường ống còn lại. Trước khi phát nổ, đường ống có nhiệm vụ vận chuyển khí đốt đến các khu vực phía bắc của Litva và đến Latvia. Đức đang đàm phán với Iraq về khả năng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ quốc gia này nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng vốn đang trong tình trạng thiếu hụt. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iraq Mohammed Sia al-Sudani đang ở thăm Đức, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, mặc dù không cho biết chi tiết về khối lượng khí đốt mà Đức hy vọng sẽ nhập khẩu từ Iraq, song khẳng định đã thảo luận về khả năng cung cấp khí đốt cho Đức và đồng ý giữ liên lạc chặt chẽ với nhau. Về phần mình, ông al-Sudani cho rằng Baghdad đã tạo cơ hội cho các công ty Đức đầu tư vào lĩnh vực khí đốt tự nhiên của Iraq, cũng như khí đốt được tạo ra như một sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất dầu mỏ. Theo ông al Iraq muốn vận chuyển khí đốt thông qua một đường ống chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ tới châu Âu. Bên cạnh đó, Iraq cũng dự kiến ký biên bản ghi nhớ với công ty Siemens Energy của Đức nhằm mở đường cho việc phục hồi và bảo trì lưới điện của nước này. Trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13 tháng 1 đã khẳng định duy trì cam kết mạnh mẽ với Tokyo và ca ngợi những cải cách quốc phòng mới đây của quốc gia Đông Bắc Á này. Gọi mối quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật đang ở thời khắc đáng nhớ, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định quan hệ song phương ngày càng được thắt chặt. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Kishida cũng gửi lời cảm ơn về những đóng góp của Mỹ cho an ninh khu vực. Ngoài ra, Thủ tướng Kishida cho biết ông mong chờ một cuộc trao đổi thẳng thắn về quan điểm cho các vấn đề, bao gồm cả vấn đề khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hiện Thủ tướng Kishida đang có chuyến công du chính thức đầu tiên đến Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm 2021. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh và kinh tế toàn cầu, cũng như có thể đề cập tới hoạt động xuất khẩu chất bán dẫn tới Trung Quốc. Trích dẫn những quan ngại về an ninh, bang Kentucky của Mỹ ngày 13 tháng 1 đã cấm việc sử dụng TikTok trên các thiết bị công. Bang Kentucky cho biết đã cập nhật vào sổ tay làm việc của nhân viên về việc cấm họ sử dụng các thiết bị do chính phủ quản lý để tiếp cận ứng dụng TikTok. Trước đó, hàng chục bang ở Mỹ, trong đó có Wisconsin, North Carolina, Ohio, New Jersey, Arkansas cũng đã có các quyết định tương tự. Hiện Mỹ đang trong quá trình thông qua dự luật cấm sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị thuộc quản lý của cơ quan công quyền. Động thái này làm gia tăng sức ép đối với chủ sở hữu TikTok là công ty Biden trong bối cảnh Mỹ lo ngại ứng dụng này có thể được sử dụng để do thám công dân Mỹ và có các nội dung bị cấm. Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Washington đã dọa gầm ứng dụng này ở Mỹ và gây áp lực bộ Biden phải bán Tiktok cho một công ty Mỹ. Tesla mới đây đã thông báo giảm giá các sản phẩm xe điện tại thị trường Mỹ và châu Âu đến 20%. Cổ phiếu của Tesla cũng giảm 4,5% sau khi thông báo này được đưa ra. Động thái giảm giá xe điện EV tới 20% tại thị trường Mỹ và châu Âu của Tesla đánh dấu sự đảo ngược trong chiến lược kinh doanh mà hãng xe này đã theo đuổi trong năm 2021 và 2022. Trước đó Tesla đã liên tục thông báo tăng giá với các mẫu xe điện của hãng. Hãng cho biết đã phải tăng giá bán sản phẩm do gặp phải khó khăn trong chuỗi cung ứng và chịu tác động của tình trạng lạm phát. Ông Elon Musk thừa nhận mức giá của năm 2022 quá cao và có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về xe điện. Tuy nhiên, chiến lược giảm giá sâu này cũng dẫn đến nhiều tranh cãi, trong khi nhiều nhà đầu tư cho rằng động thái này sẽ giúp thúc đẩy doanh số trong năm 2023 thì nhiều khách hàng của Tesla cảm thấy bất mãn khi họ vừa quyết định mua sản phẩm ngay trước đợt giảm giá.